Miền Tây chào mừng tất cả cô bác anh chị khán giả thân thương trở lại với kênh Tính Miền Tây. Hôm nay Tính Miền Tây chúc cả nhà mình an lạc, gia đình luôn hạnh phúc và bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa cô bác, thì hôm nay em cháu có mặt tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình tịnh thất cây xanh nha cô bác anh chị. Nơi đây là phía trước tịnh thất cây xanh. Vậy em cháu cũng kính mời cô bác theo chân em đi vào bên trong để ghi hình. Đây là tấm bia để là Nam Mô A Di Đà Phật. Còn phía trước của cô bác anh chị đây là nơi cúng bái. Bên trong thì có thờ chân dung của Đức Huỳnh Giáo Chủ và nơi cúng bái của các Phật tử về đây. Đây là toàn cảnh bên ngoài của bác anh chị. Thưa cô bác, thì hôm nay em cháu có đủ duyên lành được về đây hội ngộ lại mà tịnh thất cây xanh. Em cháu cũng kể sơ về tịnh thất cây xanh là cách đây khoảng 10 năm về trước thì em cháu có làm công ty ở bên Bình Dương. Thì khi đó em cùng quý đồng đạo qua đây vào ngày lễ 18 tháng 5 của thầy. Nơi đây thì cô Sáu, cô Bảy là chủ tịnh thất cây xanh này mở ra cái tịnh thất để cho bà con mà về đây cúng bái không riêng gì đạo Phật giáo Hòa Hảo mà tất cả quý vị bà con gần xa người ta về đây mà người ta không có được về dự lễ 18 tháng 5 của bác anh chị. Thì vào ngày đó thì nơi tịnh thất cây xanh này cũng đón rất đông cô bác anh chị và quý đồng đạo về đây cúng bái. Nên em cháu cũng đủ duyên lành lúc trước có về đây cúng bái một lần. Giờ thì em cháu có dịp đi Bình Dương để thăm mà quý đồng đạo và các huynh đệ. Nay thì em cháu có dịp mà đi Bình Dương để thăm huynh đệ mà đồng đạo và các huynh muội. Để trước là cúng bái và sau là thăm mấy huynh. Và em cháu cũng có ghi hình những ngôi chùa. Và hôm nay em cháu trở lại tịnh thất cây xanh. Khi nãy thì cách đây cả chục năm của bác anh chị ơi, đường xá thì thay đổi quá. Em cháu đi thì cũng lạc đường nên cũng hỏi bà con người ta cũng mất hết một thời gian. Nhưng mà cuối cùng em cháu cũng tìm đến đây, em cháu rất là mừng của bác anh chị. Đây là tịnh thất cây xanh. Đây là tấm lòng của cô Sáu và cô Bảy dựng lên tịnh thất của cô bác anh chị. Để cho bà con cô bác người ta về đây cúng bái mà người ta không có dịp về dự lễ 18 tháng 5. Bên đây là ngôi thờ cúng của bác anh chị, bàn thờ cửu quyền là ba ngôi thờ cúng và có chân dung của Đức Thầy. Còn nơi đây thì để cho mà bà con cô bác người ta mà cứ vào ngày lễ thì ai có đọc giảng thì lên đây đọc nha cô bác anh chị. Còn bên trên là mà hình ảnh của Đức ông và Đức bà. Đây là chân dung của Đức Huỳnh Giáo Chủ của bác anh chị ơi. Ở đây là thuộc về Củ Chi của bác anh chị. Em cháu cũng tiện nói cho cô bác anh chị được biết. Và nếu mà có dịp thì mà về đây cúng bái một lần. Đây là toàn cảnh bên trong cô bác. Nơi đây thì có hai chân dung của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nơi tịnh thất cây xanh thì cô Sáu thì
lúc nào cũng mà bà con cô bác mà ai có về đây cúng bái và có muốn ở lại để làm công quả trong đây thì cũng có chỗ cho mà cô bác anh chị gần xa người ta ở với cô bác anh chị. Vậy cô bác cũng yên tâm về vấn đề đó. Vậy em cháu sẽ mà di chuyển ra bên ngoài để ghi hình cho cô bác được rõ. Cô bác ơi, thì hôm nay cũng em cháu ghi hình mà cũng trúng vào dịp bão đó cô bác anh chị. Nên mưa từ sáng giờ. Đây là bên ngoài nha cô bác anh chị. Tỉnh thất cây xanh của cô Sáu thì rất là rộng rãi luôn cô bác anh chị. Bên đây thì nơi để cho bà con cô bác người ta về đây cúng bái, người ta cũng có chỗ nghỉ ngơi cô bác anh chị. Trong đây là những cái giường. Em cháu sẽ di chuyển ra phía sau để ghi hình cho cô bác được rõ. Đây là những cuốn sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ để bà con cô bác người ta có thỉnh về người ta cúng bái gì cúng cô bác anh chị. Đây rất là nhiều kinh giảng luôn cô bác ơi. Đây là toàn cảnh phía sau của cô bác anh chị. Nơi đây thì cũng để những hình ảnh của chân dung của Đức Thầy để cho bà con cô bác người ta về đây cúng bái sẵn người ta thỉnh luôn cô bác anh chị. Đây là Tam Bảo Cửu Huyền và chân dung của Đức Thầy. Rất nhiều luôn cô bác anh chị ơi. Em cháu cũng không ngờ sau 10 năm em cháu chưa có dịp về đây thì bây giờ cũng có cơ hội để về đây viếng lại một lần. Đây là những cái giường mà đã cho bà con cô bác người ta nghỉ ngơi. Dạ kính thưa cô bác, thì em cháu có thấy một chiếc xe là chở học sinh và người khuyết tật miễn phí nha cô bác anh chị. Đây để em cháu ghi cận cảnh cho cô bác được xem. Đây là xe miễn phí chở học sinh và người khuyết tật miễn phí hoàn toàn nha cô bác anh chị. Dạ dạ em chào huynh ạ. À, chiếc xe đó là của ai huynh? Dạ của tôi ạ. Vậy hả? Tôi làm thiện nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi dạ chở học sinh sinh viên người già người tàn tật 5 cây số không có thu phí. dạ Đây là chia sẻ cho những người mà lao động phổ thông, dạ đôi khi người ta đi xe buýt rồi nó chậm giờ đến cái dạ công ty cơ sở làm của họ, nên tôi có chiếc xe hôm nay là tôi chia sẻ cho họ được một đoạn đường đi cho nó nhanh lẹ hơn, dạ đến công ty cho họ vô công ty họ sớm làm dạ cho kịp giờ hả huynh. và Dạ cho kịp giờ, và tôi chia sẻ cho những người bệnh rồi có đôi khi những người bệnh ở các tỉnh miền Tây mà dạ nếu mà không có chi phí dài á cứ alo cho tôi thì tôi cũng có nhóm xe cấp cứu thiện nguyện dạ ở Võ Văn Kiệt, ở đường Võ Văn Kiệt ở quận dạ 3, ở quận 10, ở quận 5 chế lộ đó. dạ Có xe cấp cứu thiện nguyện cho cô chú anh chị ở miền Tây, dạ khi mà ốm đau rồi không có tiền đi về quê á thì có xe thiện nguyện hoàn toàn không đồng dạ cho cô chú anh chị ở cái tỉnh miền Tây. dạ huynh cho em hỏi là mình quê đâu huynh? Dạ quê tôi ở thành phố Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp, tôi dạ làm thiện nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh. dạ vậy huynh biết đến tỉnh thất cây xanh này của cô Sáu cô Bảy lâu chưa huynh? Dạ tôi đến tỉnh Lát Con Xanh này là của cô Bảy và con Sáu á, là dạ cũng lâu rồi nhưng mà hôm nay á đủ duyên, hôm nay tôi qua đây tôi chở người cũng gần đây là tôi vô đây tôi gieo duyên dạ và tôi kính lễ Phật. dạ dạ rồi vậy em chúc huynh mạnh khỏe và làm các việc tự nguyện huynh. Dạ dạ Nam cảm Mô ơn A Di Đà Phật.
Chị Thảo ạ, à, khi nãy thì em có nghe cô Sáu và cô Bảy nói về hoàn cảnh của chị như vậy đó, nhưng mà em không biết như thế nào, vậy chị có thể chia sẻ cho em và khán giả gần xa được biết. Dạ, kính mời chị. Dạ, mình tên Thảo. Chồng bỏ mà mình nằm tháng rưỡi. Dạ. Mình không có tiền mới xin vô chùa ở tá túc lại chờ sanh em bé. Dạ. Hoàn cảnh thì khó khăn lắm. Cha mẹ già. Dạ. Mẹ cũng bị bệnh tim. Em thật sự em cũng đang bị tim. Em bị hở quanh tim đó. Nên á, em không á, cộng đồng mạng giúp đỡ cho em có tiền sanh em bé, có sữa, mua quần áo cho em bé. Dạ. Chứ trong lúc này á, em không biết làm sao hết á. Dạ. Vậy chị cho em hỏi là mình có thai được mấy tháng rồi chị? 5 tháng rưỡi rồi. Dạ, cũng gần tới ngày sanh nở rồi ha. Dạ mà em chưa có mua được cái gì hết á. Dạ. Thấy hoàn cảnh của chị thì em rất là xúc động luôn cô bác anh chị. Em cũng mong cô bác anh chị mà có xem được video đô của em cháu á, thì có giúp đỡ được chị Thảo để chị sanh nở nha cô bác anh chị. Thì cũng gần tới ngày sanh nở rồi, nhưng mà hoàn cảnh gia đình chị cũng mới vừa kể cho em cháu được biết, mong cô bác anh chị cũng cũng giúp đỡ cho chị. Vậy chị có thể kể tiếp cho em cháu được biết. Ba mẹ thì già không có làm gì ra tiền á, mà mẹ thì mất bệnh tim rồi, nhà khó khăn lắm. Nhà thì ở đậu đất của người ta đó, giờ Dạ. mưa thì nó ngập vô tới đầu gối luôn. Có nửa đêm mới 10 giờ á, nước vô với mẹ còn mất cái ghế gần trước ngồi đó, Dạ. chờ nước rút qua đầu mới lao mới nằm dưới đất ngủ. Dạ. Em thấy gia đình em khó khăn quá, em chịu không nổi. Mới quen một anh Bảo bên đây, anh đưa qua cho em gửi qua bên chùa để ở. Dạ. Giờ em tá túc bên chùa để ở được ngày nào hay ngày đó thôi à. Dạ. Hiện tại là chị ở đây được bao lâu rồi chị? Nay nó 5 hôm rồi. Dạ. Mà hôm qua em bệnh nó cũng đâu có tiền đâu. Dạ. Rồi anh Bảo á, cái anh đưa em qua để giúp đỡ em, mới đưa đi bệnh viện rồi dìu dắt em. Nói chung là giờ hoàn cảnh em khó khăn lắm. Dạ. Em không biết em sống được ngày nào hay ngày đó, tại vì mình bị tim mạch nữa. Dạ. Nó làm mệt lúc nào em cũng đâu biết đâu. Dạ. Mà mình bị tim mà mình phải có thuốc, bữa nay em cũng không có thuốc nữa. Dạ. Em cũng mong là chị bệnh tim, nhưng mà chị đừng có xúc động quá, cũng ảnh hưởng đến mà thai cho cô chị em chị. Vậy chị cho em hỏi là mình quê ở đâu? Em ở Bình Dương. Bình Dương ha. Yeah, nhưng mà nhà ở đậu á, là khu dân cư Vĩnh Phú 2, Định Phú Dạ. Hội đó, đường 41 chạy vô là ngay đình luôn đó, ở trong đình đất ké của người ta đó. Dạ. Người ta ở mình hiện tại á, nhà là ba ông giữ đình. Thì có miếng đất nhỏ đó, người ta cho cắt nhà ở, Dạ. nhưng mà nhà nhỏ lắm, ngủ ở đâu có được đâu. Chặt lắm, ba má con cái ngủ chung dưới đất thôi đó. Mà nước ngập là vô lúc nào cũng mưa xuống là ngập tới đầu gối hết. Dạ. Nên em thấy vậy á, em muốn bỏ nhà em đi nhưng mà em không biết em đi đâu hết. Cũng may là gặp được anh Bảo ha. Nhà anh Bảo đó, anh Bảo có dìu dắt em qua đây gửi cho em ở bên đây. Nhà em tá túc bên đây ngày nào hay ngày đó cho em cũng biết sao. Dạ. Nhưng mà cái lo nhất á, là mình á, sanh em bé không có tiền à. Rồi quần áo mà chưa mua được cái gì cho em hết á. Chưa mua cho em bé rồi, mốt sanh em bé rồi, mình làm sao được. Dạ. Vậy một lần nữa tính cũng tha thiết cầu cô bác anh chị gần xa, mà nếu có xem được video của em cháu thì có ủng hộ chị thì ủng hộ liên hệ với tính, để tính gửi cho chị để chị có mà tiền để sanh nở và mua đồ cho em bé. Chứ gần tới ngày sanh nở rồi nhưng mà không có tiền bạc gì cô bác anh chị, tới sắm đồ đạc thì cũng không có nữa. Chỉ tá túc vào tịnh thất cây xanh đây của cô Sáu cô Bảy. Còn tính thì chỉ giúp đỡ cho chị phần nào, chứ một mình tính thì không thể mà giúp đỡ nhiều được cô bác anh chị. Mong cô bác cũng thông cảm cho em cháu. Rồi vậy em cũng chúc chị mạnh khỏe và đừng có xúc động hả chị.
Dạ. để cho em bé được mình sanh nở được nhưng nó tròn vẹn. Dạ. Vậy để em gửi cái video này lên cho cộng đồng mạng xem được, và nếu có giúp đỡ chị thì em sẽ đến tìm chị. Rồi vậy em chúc chị mạnh khỏe. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ. Dạ. Kính thưa cô bác, đây là phía sau cô bác anh chị, nơi mà để bà con cô bác ta về đây cúng bái, rồi người ta có chỗ để người ta dùng cơm. Em cháu thì khi nãy cũng đã giao duyên với mà cô Sáu và cô Bảy và mấy chú trong đây. Đây là để em Sáu di chuyển ra phía sau. Đây là nhà bếp của cô bác anh chị. Con chào cô. Dạ cô là mà thợ thợ nấu trong đây ha. Thợ phụ hả? Dạ cô, nhà gần đây không cô? Bình Dương mình qua đây, dạ mình qua đây làm công quả ha. Dạ. Dạ. Rồi vậy con chúc cô mạnh khỏe nha cô. Dạ. Đây đây là nhà bếp mà cô bác anh chị. Dạ. Đây là mà tương hột. Nhìn rất là hấp dẫn luôn cô bác anh chị ơi. Dạ. Dạ. Kính thưa cô bác anh chị, thì ngày mai chủ nhật thì bà con cô bác người ta về đây cúng bái đông lắm. Dạ. Vậy cô bác anh chị mà nếu có ở gần đây á, hay là các tỉnh lân cận mà có xem được video của em cháu thì về đây cúng bái vào ngày thứ bảy chủ nhật cũng được nha cô bác anh chị. Và vì ngày đó thì bà con người ta về đây cúng đông lắm. Huynh ơi cho em hỏi cho Huynh, mình nhà đâu vậy? Xa ha, mình lên đây làm công quả ha. Lên đây học tu anh, Học tu ha, vừa học tu vừa làm công quả luôn ha Huynh. Tu là chính, không được nhiều. Dạ. Rồi vậy em chúc Huynh mạnh khỏe ha. Dạ. Đây là mấy món ăn để chuẩn bị cho ngày mai cô bác anh chị. Đây thì cô đang rang gạo. Dạ cô, mình rang gạo để em ơi mình nấu cháo hay gì cô? Dạ. Dạ cô, mà mình nhà gần đây không? Dạ, là ngày nào mình cũng lại đây hết ha. Dạ, chủ nhật là lại đây làm ha. Dạ. Rồi vậy con cảm ơn cô rất nhiều và chúc cô mạnh khỏe. Dạ kênh của con là Tính Miền Tây cô. Dạ, cô vô ủng hộ kênh của em ha. Dạ kính thưa cô bác, thì nãy giờ em cháu cũng ghi hình toàn cảnh bên trong mà tỉnh Thất Cây Xanh, và em cháu cũng có giao duyên với cô Sáu và cô Bảy một bữa cơm rất là đầm ấm và ân tình của bác anh chị. Vậy video của em cháu sẽ tạm kết thúc video tại đây. Trước khi kết thúc video thì em cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô bác anh chị gần xa. Và nếu có xem được video của em cháu, nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like và đăng ký. Em thành thật cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật.